cuộc đời nhiều công lắm tội của thân phụ ông Ngô Đình Diệm. Ngô Đình Khả chính là cha của Ngô Đình Diệm, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa trước những năm 1975 tại Sài Gòn. Từ một người được định hướng trở thành linh mục, Ngô Đình Khả đã có những bước rẽ để rồi đảm nhận các vị trí quan trọng trong nhiều đời vua nhà Nguyễn. Cũng chính những vị trí đó đã đưa Ngô Đình Khả vào con đường quan lại tội ác. Ngô Đình Khả qua đời năm 1923 vì bệnh phổi, trong khi bà Phạm Thị Thân qua đời tại Sài Gòn ngày 2 tháng 1 năm 1964. Trong số 9 người con của Ngô Đình Khả thì Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu sau này trở thành những người đứng đầu chế độ Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975.